Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, bài hai đường thẳng song song. Trước tiên chúng ta sang phần thứ nhất A, lý thuyết và ví dụ. Một nhỏ, dấu hiệu nhận biết hay là thẳng song song. Có hai đường thẳng AB, đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B. Sự cắt nhau tại các góc là A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Nếu như một đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B mà một trong các góc tạo thành có một cặp góc solitron, trong các góc tạo thành có một cặp góc solitron chẳng hạn góc A1 bằng góc B3 thì hai đường thẳng nó song song, hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau cũng song song, hoặc một cặp góc trong cùng phía bù nhau cũng song song. Và chúng ta sẽ ghi công tác ghi dấu hiệu nhận biết. Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B và một mà một trong các góc tạo thành có một cặp góc solitron bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc một cặp góc trong cùng phía bằng nhau thì A và B song song với nhau. Chúng ta nói là dung của dấu hiệu nhận biết hệ thẳng song song. Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B
mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so lê trong bằng nhau, chẳng hạn như là a góc a một bằng góc b ba, hoặc là góc a bốn bằng góc b hai, hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau như là góc a một bằng góc b một, hoặc là góc a hai bằng góc b hai, góc a ba bằng góc b ba, hay là góc a bốn bằng góc b bốn, hoặc một cặp góc trong cùng phía một bù nhau, tức là góc a một cộng góc b hai bằng 180 độ, hoặc là góc a bốn cộng góc b ba bằng 180 độ, thì hai đường thẳng a và b song song với nhau. Chúng ta sẽ làm một ví dụ. Ví dụ này. Và chúng ta cho hình lên. Đấy, để tôi sẽ ký hiệu sao. Góc A L Q cho là bằng 70 độ. Góc N K là chọn góc M K T bằng 140 độ, chúng gọi là MT song song với P. Chúng ta có hình bên tổng hai góc này, góc N K L cộng với góc M K T bằng 140 độ. Chúng ta có góc KLQ, góc này bằng 70 độ. Yêu cầu chứng minh rằng hai đường thẳng NT và BQ song song với nhau. Thì chúng ta đã biết dấu hiệu nhận biết hai thẳng song song. Chúng ta chỉ ra được một cặp góc sơ lê trong bằng nhau, hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc một cặp góc trong cùng phía bằng nhau. Thì hai góc NKL và MKT là hai góc đối định. Chúng ta sẽ giải ví dụ này nha. Bây giờ là hai góc đối định, mà hai góc đối định thì bằng nhau. Như vậy là chúng ta có góc NKL bằng góc MKT đối định. Ba, tổng hai góc này lại là bằng 140 độ. Như vậy nên chúng ta có được hai lần góc MKL bằng 140 độ. Và chúng ta đã suy ra được góc NKL bằng 70 độ. Ta có góc NKL đã bằng góc KLQ vì cùng bằng 70 độ. Góc NKL và góc T
KLQ xoay tròn. Do đó và chúng ta có được NT song song với BQ, chúng ta có thể mở ngoặc là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Chúng ta nói lại ví dụ 1, chúng ta cho mình tổng số đo hai góc này là 140 độ, như vậy mà hai góc này bằng nhau là vì hai góc đối đỉnh, như vậy số đo góc này bằng 70 độ. Mà góc này giả thiết cho đầu bài cho là góc bằng 70 độ luôn, đầu bài cho hai góc này bằng nhau và hai góc này tạo thành là hai góc xoay tròn vì nó giống cái hình chữ N hay là chữ Z như vậy. Như vậy suy ra được NT song song với BQ, ở đây là nhờ vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Chúng ta cũng có thể nói rằng góc này bằng 70 độ và góc này 70 độ thì hai góc này ở vị trí đồng vị, như vậy hai đường thẳng này song song. Các bạn thử tiếp tục và thử chứng minh chứng tỏ rằng là hai góc trong cùng phía bù nhau để mà hai đường thẳng này song song. Như vậy chúng ta xong phần thứ nhất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Chúng ta sang phần thứ hai, tiền đề là clip. Tiền đề clip phát biểu rằng là qua một điểm nằm ngoài đường thẳng thì chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước. Mà nhắc lại là tiên đề clip là phát biểu rằng qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng thì chỉ có một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đó. Tiền đề clip nó phát biểu rằng là qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Thì cái tiền đề này giúp chúng ta giải quyết các bài toán về chứng minh ba điểm ngang hàng. Chúng ta chuyển sang phần 3. Chúng ta sang phần 3 là tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc xoay trong bằng nhau. B, hai góc đồng vị bằng nhau. C là hai góc trong cùng phía bù nhau. Tiếp tục bố từ vuông góc đến song song. Còn này thì chúng ta có ba cái định lý thì chúng ta sẽ viết công thức như sau: A, B, C là ba đường thẳng phân biệt. Chúng ta nhớ cái thứ nhất,
A vuông góc của đường thẳng C, đường thẳng B vuông góc của đường thẳng C. Thì A song song với B. Và tôi phát biểu rằng là hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. B. Nếu A song song B, A vuông góc với C, và cái gì là C vuông góc với A như thế nào? Thì C vuông góc với B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song, tức là A và B song song với nhau, C vuông góc với A, thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại. Và ba là nếu A song song C và B song song với C, thì A song song với B. Tức là nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, tức là ba đường thẳng ABC là ba đường thẳng phân biệt, thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Nhắc lại là từ vuông góc đến song song chúng ta có ba định lý: hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau, tức là cho ABC là ba đường thẳng phân biệt. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường còn lại, và hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Mà chúng ta xem ví dụ này. Trên bên AB vuông góc với AD, CD vuông góc với AD, góc B bằng 2 là góc C. Chúng ta tính số đo góc C. Chúng ta nói là ví dụ hai, đề bài ví dụ hai cho hình bên AB thì vuông góc với AD, CD vuông góc với AD, góc B này bằng hai là góc C. Đề bài yêu cầu là chúng ta tính số đo góc C. Thì chúng ta sẽ giải ví dụ hai: AB vuông góc với AD, CD vuông góc với AD thì AB và CD song song với nhau, hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Và như vậy chúng ta sẽ có phần dụng như thế này. AB vuông góc với AD, CD vuông góc với AD. Chúng ta suy ra AB song song với CD. Và hai đường thẳng này song song với nhau thì chúng ta có góc B và góc C là hai góc trong cùng phía, và do AB song song với CD như vậy thì góc B cộng góc C bằng 180 độ. Và ở đây chúng ta cũng có thể ghi phân tách và chúng ta suy ra được góc B cộng góc C bằng 180 độ. Chúng ta phải nói thêm thì góc B và góc C là hai góc trong cùng phía và AB song song CD. Mà góc B thì bằng hai góc C đầu bài cho. Nên do đó chúng ta có hai là góc C cộng một là góc C bằng 180 độ. Và chúng ta suy ra ba là góc C bằng 180 độ. Và như vậy chúng ta có được góc C bằng 60 độ. Và chúng ta đã giải quyết xong ví dụ hai. Chúng ta nói lại phân tách về cái ví dụ hai. Ta có AB vuông góc với AD,
CD vuông góc với AD. Như vậy AB song song với CD. Mà góc B và góc C là hai góc trong cùng vía, do AB song song với CD. Như vậy theo tính chất của hai đường thẳng song song thì chúng ta có góc B cộng góc C bằng 180 độ. Đầu bài cho chúng ta góc B bằng hai góc C, cái gì giả thích cho thì chúng ta có được hai góc C cộng góc C bằng 180 độ, tức là ba lần góc C bằng 180 độ, suy ra góc C bằng 60 độ. Và chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ thứ hai, thì chúng ta chuyển qua phần thứ hai bài tập. Chúng ta sang phần B bài tập. Cho hình bên biết AB này vuông góc với AD, góc ABD bằng 45 độ, góc BDC bằng 45 độ. Chứng tỏ rằng có hai câu, câu A, AB song song với CD, câu B, CD vuông góc với AD. Và chúng ta nhắc lại đề bài toán số 1. Cho hình bên biết AB vuông góc với AD, góc ABD bằng 45 độ, góc BDC bằng 45 độ. Chứng tỏ rằng câu A, AB song song với CD, câu B, CD vuông góc với AD. Và chúng ta sẽ giải bài toán số 1. Chúng ta đã có hai góc. Ta có góc ABD bằng góc BDC vì có cùng số đo 45 độ. Góc ABD và góc BDC so lại trong. So lại trong là vị trí, chúng ta thấy nó giống cái hình chữ N hay chữ Z. Như vậy chúng ta có được, do đó AB song song với CD là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Nhưng mà chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Câu B yêu cầu chứng minh CD vuông góc với AD, thì chúng ta đã có AB song song với CD. Mà đầu bài đã cho chúng ta là AB vuông góc với AD. Như vậy chúng ta suy ra được là CD vuông góc với AD. Đây là từ vuông góc song song. Chúng ta có thể mở ngoặc là đây là từ vuông góc song song. Và nhắc lại, chúng ta có AB song song với CD, AB vuông góc với AD là bài cho, đây gọi là giả thiết. Và như vậy chúng ta suy ra được CD vuông góc với AD, đây là chúng ta vận dụng từ vuông góc đến song song. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Chúng ta chuyển sang bài tập mới. Bài 2, cho hình bên biết góc BAC bằng 30 độ, góc ABD bằng 30 độ, góc DBF bằng 20 độ, góc KEF bằng 20 độ. Chứng tỏ rằng câu A, AC song song với BD, câu B, AC song song với EK. Chúng ta nhắc lại đầu bài này. Đây, cho hình bên, vẽ bên đây. Biết cái góc BAC đây, góc này 30 độ, góc ABD, góc này 30 độ, góc DBF góc này 20 độ, góc KEF góc này 20 độ. Chứng tỏ rằng AC song song với BD, câu B chứng tỏ rằng AC song song với EK. Và chúng ta tiến hành giải bài toán này. Thì để chứng minh chứng tỏ là AC song song với BD thì chúng ta phát hiện rằng hai góc BAC và ABD bằng nhau, mà hai góc này là hai góc ở vị trí so lại trong. Đây giống như chữ N này. Do vậy dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, chúng ta có được AC song song với BD. Chúng ta trình bày tại ngoài. Đây có
góc B AC bằng góc A BD. Hai góc này bằng nhau vì cùng bằng số đo 30 độ. Mà góc BAC và góc ABD so với nhau. Để do đó chúng ta có được AC song song với BD. Ở đây chúng ta mở ngoặc ghi là dấu hiệu nhận biết. Như vậy chúng ta xong qua. Tiếp tục chứng tỏ AC song song với EK. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là để chứng tỏ hai đường là song song, rõ ràng chúng ta thấy rằng là nhờ trung gian qua nó cùng song song với BD. Vì rằng chúng ta đã có góc DBF bằng góc KEF cùng bằng 20 độ. Hai góc này ở vị trí đồng vị vì nó giống chữ F. Do vậy chúng ta có BD song song với EK. Mà AC thì song song với BD rồi theo câu A. Như vậy hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Đó là cái định lý số 3 trong phần từ vuông góc đến song song. Như vậy chúng ta đã hoàn thành câu B. Chúng ta trình bày câu B. Câu B chúng ta có góc DBF bằng góc KEF đi cùng bằng 20 độ. Mà góc DBF và góc KEF đồng vị. Hai góc này đồng vị để đồng vị. Như vậy do đó chúng ta có BD song song với EK. Người ta nói rằng là EK song song với BD hay là dấu hiệu nhận biết thành song song. Một con góc đồng vị nha. Bây giờ chúng ta có AC song song với BD, đó là ở câu A. Và EK song song với BD chúng ta vừa chứng tỏ được. Như vậy là vậy. Hai đường thẳng AC và EK cùng song song với BD. Do vậy hai đường thẳng này song song với nhau. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Như vậy chúng ta đã có AC song song với EK. Chúng ta nói lại để giải câu B. Hai góc DBF và KEF bằng nhau thì cùng bằng 20 độ. Do mà hai góc này ở vị trí đồng vị, do đó chúng ta có BD song song với EK. Mà AC song song với BD rồi, do vậy chúng ta có được AC song song với EK. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong trọn vẹn lời giải của bài số 2. Chúng ta chuyển sang bài toán số 3. Bài toán số 3 cho hình bên biết E, B, F thẳng hàng rồi. Góc C, A, B bằng góc A, B, F. Góc D, A, B cộng với lại cộng với góc A, B, F tổng hợp bằng 180 độ. Hãy chứng tỏ rằng 3 điểm C, A, D thẳng hàng. Chúng ta nhắc lại bài toán số 3. Cho 3 điểm E, B, F thẳng hàng. Góc C, A, B bằng góc A, B, F. Góc D, A, B cộng góc A, B, F bằng 180 độ. Chứng tỏ rằng 3 điểm C, A, D thẳng hàng. Chúng ta sẽ giải ví dụ 3. Bài toán số 3 là bây giờ hai góc CAB và ABF là ở vị trí xoay trong và hai góc này bằng nhau. Do vậy chúng ta có AC song song với BF hay là song song với EF cũng được, là vì 3 điểm EBF thẳng hàng rồi. Chúng ta có góc CAB bằng góc ABF, đó là đầu bài cho. Cùng với chúng ta có được là hai góc CAB và ABF ở vị trí sau đây trong. Do vậy chúng ta suy ra được hai đường thẳng AC
song song với EF, song song với BF hay song song với EF cũng được, là vì ba điểm EBF đầu bài đã cho ba điểm định hạn. Tiếp tục, mặt khác chúng ta có, chúng ta có được là góc DAB cộng góc ABF bằng 180 độ. Mà hai góc này là hai góc trong cùng phía, góc DAB và góc ABF là hai góc trong cùng phía. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà tạo nên một hai góc trong cùng phía, tức là một góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng nó song song. Như vậy ta có AD cũng song song với BF, hay là EF cũng vậy. Ở đây thầy sẽ ghi là AC song song với BF. Ở đây là chúng ta suy ra được là AD song song với BF. Chúng ta có AC song song với BF, AD cũng song song với BF. Hai đường thẳng này cùng song song với BF mà hai đường thẳng này có điểm chung là A, tức là theo tiêu đề clip có biểu rằng qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng thì chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Như vậy vì AC đã song song BF rồi, AD lại song song BF, nhưng mà chúng ta suy ra là AC AD trùng nhau. Đó là chúng ta vận dụng tiền đề là clip. AC AD trùng nhau, vậy là chúng ta đã có ba điểm CAD. Chúng ta nói lại lời giải con số 3. Góc CAB và góc ABF bằng nhau, hai góc này ở vị trí xoay lên trong, như vậy chúng ta đã có AC song song với BF. Góc DAB cộng góc ABF bằng 180 độ, hai góc này là ở vị trí là hai góc trong cùng phía, do vậy AD song song với BF, AC song song BF, AD song song BF. Như vậy thì hai đường thẳng AC AD trùng nhau theo tiền đề clip. Vậy là chúng ta đã có ba điểm CAD thẳng hàng, và chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 3. Chúng ta chuyển sang bài toán số 4. Chúng ta sang bài tập số 4. Cho hình bên biết AD song song với CE, AB vuông góc với BC, tính góc BCE. Chúng ta còn thêm nữa là góc DAB bằng 30 độ trên hình bài toán. Chúng ta bổ sung lên đây. Chúng ta nói lại đầu bài toán số 4. Cho hình bên biết AD song song với CE, AB vuông góc BC, góc DAB bằng 30 độ, hãy tính góc BCE. Chúng ta hãy suy nghĩ tìm lời giải bài toán này trong 5 phút.
chúng ta giải bài toán này. Để giải được bài toán này, chúng ta phải nhờ thêm đường phụ, yếu tố phụ, đó là ta vẽ BM song song với AB. Nhờ thêm cái tia BM song song với AD thì chúng ta đã có tiếp là do AD song song với CE thì BM cũng song song với CE. Như vậy góc MBC và góc BC bằng nhau thì hai góc này ở vị trí soi lên trong. Chỉ cần tính được góc MBC là xong. Mà góc MBC muốn tính được do chúng ta có góc ABC bằng 90 độ thì AB vuông góc với BC. Như vậy cần tính được góc ABM là xong. Mà góc ABM thì bằng góc DAB bằng 30 độ là vì nó ở vị trí soi lên trong và AD song song với BM rồi. Thì như vậy chúng ta đã giải quyết được bài toán. Chúng ta cùng làm. Trước tiên chúng ta vẽ BM song song với AD. Ta có BM song song AD, đồng thời AD song song với CE. Như vậy mình cũng suy ra BM song song với CE. Chúng ta có được là góc ABM bằng góc DAB, và như vậy là nó bằng 30 độ luôn. Là vì soi lên trong, hai góc này là vị trí soi lên trong và BM song song với AD. Như vậy chúng ta đã có góc ABM bằng 30 độ. Mà thiết cho tức là đầu bài cho chúng ta là AB vuông góc với BC, tức là chúng ta có được góc ABC bằng 90 độ. Thì giờ chúng ta lại có rằng là góc ABM cộng với góc MBC thì bằng góc ABC. Như vậy chúng ta có rằng chúng ta có được là 30 độ cộng góc MBC bằng 90 độ. Và chúng ta suy ra góc MBC bằng 90 độ trừ 30 độ bằng 90 độ. Mặt khác là chúng ta có được góc BCE, chúng ta cần tính là nó bằng góc MBC vì hai góc này ở vị trí soi trong. Và chúng ta cũng có MB tức là BM đó song song với CE, hai góc ở vị trí trong song song thì theo cái tính chất của hai góc song song chúng ta có hai góc bằng nhau. Mà góc MBC là bằng 60 độ rồi, vậy là góc BCE của chúng ta bằng 60 độ. Chúng ta đã giải quyết xong bài số 4. Chúng ta nói lại là giải bài số 4. Và chúng ta làm vẽ thêm yếu tố phụ BM, IBM song song với AD, AD thì song song với CE nên BM cũng song song với CE. Chúng ta có góc ABM bằng 30 độ vì bằng góc DAB vì hai góc này ở vị trí soi lên trong và AD song song với BM. AB thì vuông góc với BC nên góc ABC bằng 90 độ. Do vậy chúng ta tính được góc MBC bằng 60 độ. Góc MBC thì bằng góc BCE vì hai góc này ở vị trí soi lên trong và hai đường thẳng BM CE song song với nhau. Như vậy chúng ta có được góc BC bằng 60 độ. Bài toán đã được giải quyết trong bài. Chúng ta chuyển sang bài toán số 5. Chúng ta sang bài toán số 5. Cho hình bên biết AD song song với CE, chứng tỏ rằng góc ABC bằng góc DAB cộng góc BC. Đây là hình bên AD song song với CE, chứng tỏ rằng cái góc ABC bằng góc DAB cộng với góc BCE.
Chúng ta hãy suy nghĩ để tìm lời giải bài này trong 5 phút.
chúng ta giải bài toán này. Chúng ta thấy rằng bài toán số 5 nó cũng giống bài toán số 4 phải mạnh mẽ. Như vậy cái đường phụ vẽ thêm để giúp có được lời giải bài toán cũng là tia BM song song với AD. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng BM song song với AD, mà AD thì song song với CE, nên BM cũng song song với CE. BM song song với AD thì chúng ta có hai góc này bằng nhau. Vì hai góc này ở vị trí sơn trong và nó song song nên nó bằng nhau. Tương tự chúng ta cũng có góc MBC bằng góc BC. Như vậy chúng ta đã đạt được kết quả là góc ABC bằng góc DAB cộng góc BC. Chúng ta sẽ trình bày lần này. Vẽ BM song song với AD. Chúng ta sẽ làm. Ta có BM song song AD. Rồi độ bài cho, tức là giả thiết đó, AD song song với CE. Như vậy chúng ta suy ra BM song song với CE. Góc ABM thì bằng góc DAB. Vì hai góc này ở vị trí so lại trong và nên là song song, hai góc này song song để hai góc này bằng. Và chúng ta còn có nữa là góc MBC cũng bằng góc BCE, và vì hai góc này cũng ở vị trí so lại trong và nên là song song với CE. Mà chúng ta có góc ABC thì bằng góc ABM cộng với góc MBC, vì rằng tia BM nằm giữa hai tia BA và BC. Như vậy do đó chúng ta đã có được góc ABC bằng góc DAB cộng góc BCE. Chúng ta đã có được góc ABC bằng góc DAB cộng góc BCE, vì góc ABM, góc ABM của chúng ta thì bằng góc DAB. Rồi góc BCE thì bằng góc MBC, do hai góc này là vị trí trong và BM song song với CE. Chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 5. Các em thân mến, buổi học này chúng ta đã học một chuyên đề đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, bài hay đường thẳng song song. Các em về nhà xem lại phần lý thuyết, các ví dụ và 5 bài toán chúng ta đã giải hôm nay để chúng ta vững vàng tiến bước tiếp theo, chinh phục cái chuyên đề đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Thân ái chào các em.